Mạnh Tiến xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đến với một điểm tin hàng tuần số thứ 24 năm 2024 của Báo Tây Ninh Online. Sau đây là những thông tin có trong chương trình. Quốc hội thảo luận tổ về luật công chứng sửa đổi. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh thông qua 7 nghị quyết chuyên đề. Tây Ninh họp mặt kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc thăm chúc mừng báo Tây Ninh Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng thăm chúc mừng báo Tây Ninh, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số, khai mạc ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2024. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chí Minh Châu vận động gần 13 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo. Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền biển năm 2024 gắn kết tinh thân trong ngày hội gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2024. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chiều ngày 17 tháng 6, Quốc hội thảo luận tại tổ, góp ý dự án luật công chứng sửa đổi, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tham gia thảo luận tại tổ 11 với đại biểu các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, thành phố Đà Nẵng cho ý kiến về luật công chứng sửa đổi các đại biểu tán thành với dự thảo luật không giới hạn phạm vi công chứng điện tử, nhưng giao chính phủ quy định lộ trình thực hiện cụ thể phù hợp với lộ trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, để thực hiện chính sách này, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ khái niệm đội hàm của công chứng điện tử để thống nhất cách hiểu và áp dụng pháp luật, đề xuất giải pháp khắc phục được các hạn chế mà công nghệ chưa thể thực hiện thay con người, như đã nêu trong báo cáo thẩm tra đầy đủ để có cơ sở thực hiện theo lộ trình đại biểu đề nghị nên giao chính phủ thực hiện thí điểm công chứng điện tử trên cơ sở đó tiến hành tổng kết thực tiễn làm cơ sở luật hóa nội dung này. Góp ý về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, các đại biểu cho rằng nguyên nhân của thuế giá trị gia tăng hàng hóa được hưởng thuế suất 0% chỉ khi thực tế được xuất khẩu, do đó việc quy định toàn bộ hàng hóa tiêu dùng bán vào cung ứng cho các khu chế xuất các doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế xuất 0% như đối với xuất khẩu là chưa phù hợp đối với phần hàng hóa được sản xuất để bán vào thị trường nội địa và tạo ra sự phân biệt đối xử so với các doanh nghiệp trong nước có sản xuất xuất khẩu. Vì vậy, đại biểu đề nghị chính phủ cần làm rõ tính hợp lý của quy định cho phép các doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế thuế xuất 0% trong khi đồng thời được bán hàng vào nội địa. Sáng ngày 19 tháng 6, sau một buổi làm việc tích cực, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận về các dự thảo nghị quyết, có 10 đại biểu phát biểu với 30 ý kiến, các sở ngành đã giải trình 18 ý kiến, ghi nhận 12 ý kiến. Trong quá trình thảo luận, đa số các đại biểu thể hiện sự thống nhất với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp các đại biểu cũng phân tích chỉ ra những vấn đề cần giải trình làm rõ. Sau phần thảo luận tổ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 7 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ tán thành cao, gồm nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên của tổ bảo vệ an ninh trật tự và một số chế độ chính sách mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nghị quyết phê duyệt đề án xây dựng, bố trí lực lượng đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045. Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 đợt 2. Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

chiều ngày 21 tháng 6, tại phim trường Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt với báo chí tỉnh nhà để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và tổ chức lễ trao giải báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 23 năm 2024. Đến dự có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tỉnh, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, nhằm tri ân những đóng góp vào sự phát triển của báo chí nhân buổi họp mặt ban thường vụ hội nhà báo việt nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng việt nam cho ông phạm hùng thái phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tây ninh và ông dương nguyễn hoàng anh phó tổng biên tập báo tây ninh phát biểu tại buổi họp mặt ông phạm hùng thái phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tây ninh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của hội nhà báo tỉnh tây ninh báo chí tỉnh nhà trong thời gian qua và gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí tỉnh nhà, đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Cũng tại buổi họp mặt, Hội Nhà báo Tây Ninh tổ chức lễ trao giải báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 23 năm 2024. Giải báo chí năm nay có 54 tác phẩm của 32 tác giả, nhóm tác giả, trong đó báo Tây Ninh có 32 tác phẩm của 17 tác giả, nhóm tác giả, gồm 23 tác phẩm báo in, 9 tác phẩm báo điện tử tham dự giải. Kết quả có 25 tác phẩm đạt giải, gồm một giải đặc biệt, ba giải nhất, năm giải nhì, sáu giải ba và 10 giải khuyến khích của các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Tác giả Vũ Thị Nguyệt, phóng viên báo Tây Ninh đạt giải đặc biệt với loạt bài Xuân nơi đầu sóng ngọn gió thể loại báo in, báo điện tử. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh cũng đã trao quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 cá nhân, khen thưởng các tập thể và cá nhân hội viên có nhiều thành tích xuất sắc về hoạt động chuyên môn và phong trào hội, trao giải các cuộc thi chào mừng 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, sáng ngày 21 tháng 6, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tây Ninh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tây Ninh nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp quan trọng của báo Tây Ninh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua. Bên cạnh đó, báo Tây Ninh không ngừng nỗ lực đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng nội dung, kịp thời đăng tải thông tin mang tính thời sự trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện tốt tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đến với nhân dân về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh qua tác nghiệp của phóng viên đã tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, phản bác những thông tin xấu độc, sai lệch, phản ánh những khó khăn bất cập trong xã hội. Qua đó, giúp cho lãnh đạo tỉnh cũng như các ngành có sự chỉ đạo lãnh đạo kịp thời, góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã hội của tỉnh ngày càng vững mạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc mong muốn với những kết quả đó, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tính xung kích của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời gian tới, báo tây ninh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin kỳ vọng của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nhà Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, chiều ngày 19 tháng 6, Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng cùng ông Phạm Văn Tính, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, bà Vũ Ngọc Hà, Phó chánh văn phòng tỉnh ủy đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Tây Ninh tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh có bà trần thị mỹ linh tổng biên tập báo tây ninh cùng phó tổng biên tập dương nguyễn hoàng anh và lãnh đạo các phòng chuyên môn phó bí thư tỉnh ủy nguyễn, nguyễn mạnh hùng đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của báo tây ninh trong suốt thời gian qua đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà phó bí thư tỉnh ủy nguyễn mạnh hùng mong muốn trong thời gian tới cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên báo tây ninh tiếp tục đồng lòng thống nhất nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn phát huy những thành quả đã đạt được khắc phục hạn chế hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà đảng nhà nước giao để phát triển đúng với tiềm năng thế mạnh của báo trong đó báo tây ninh cần tăng cường về công tác tuyên truyền vận động cổ vũ cho các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, hàng hái thi đua, lao động sản xuất để đóng góp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, không ngừng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao, xây dựng báo Tây Ninh ngày càng lớn mạnh. Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn, Nguyễn Mạnh Hùng chúc lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tây Ninh nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chiều ngày 19 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024 với chủ đề Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên kênh fanpage tỉnh đoàn Tây Ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Thanh và Bí thư tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Tùng đồng chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn thanh ngọc nhấn mạnh hội nghị đối thoại với thanh niên là sự kiện chính trị là diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay của tỉnh nhà tại buổi đối thoại đoàn viên thanh niên đã gửi đến lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành nhiều nội dung như chuẩn hóa chương trình đào tạo nâng cao về nhận thức năng lực số cho công dân đặc biệt là thế hệ công dân trẻ tuổi định hướng và giải pháp thúc đẩy người dân chuyển đổi số từ phương thức tiền mặt sang không dùng tiền mặt quảng bá xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm giới thiệu sản phẩm tại các sàn thương mại điện tử bảo đảm an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng tất cả các nội dung đã được lãnh đạo sở ngành liên quan lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cụ thể đến đoàn viên thanh niên phát biểu bế mạc hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn thanh ngọc nhấn mạnh chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ lớn quan trọng cả trước mắt và lâu dài và nó tùy thuộc vào đặc điểm tình hình phát triển của đất nước cũng như có những giai đoạn để triển khai cho phù hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong đoàn viên thanh niên tỉnh nhà cùng đồng hành với tỉnh để tuyên truyền mạnh hơn nữa, hướng dẫn nhiều hơn nữa để người dân tích cực hưởng ứng và nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong cải cách thủ tục hành chính. Sáng ngày 14 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 với chủ đề: Gieo mầm tình yêu sách đối với trẻ em hướng tới bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đến dự có ông nguyễn hồng thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành đại diện các nhà xuất bản diễn giả nhà văn phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn hồng thanh nhấn mạnh ngày hội sách và văn hóa đọc năm nay sẽ mang đến cho các em học sinh các cháu thiếu niên di đồng nhiều niềm vui có điều kiện trao dồi kiến thức phục vụ cho việc học tập tăng kỹ năng nhất là kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng nhằm kịp thời hỗ trợ động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em phấn đấu vươn lên trong học tập. Ban tổ chức đã vận động trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các em trên con đường học vấn. Tại lễ khai mạc, các nhà xuất bản đơn vị phát hành sách đã trao tặng 750 cuốn sách, 100 bộ bút viết, 3 tủ sách trị giá 73 triệu đồng cho Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông để tiếp tục thực hiện việc đưa sách về các địa phương. Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2024 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh Thiếu Nhi. Có 6 đơn vị tham gia với 15 gian hàng, gồm khoảng 6.000 tựa sách, tương ứng 23.000 quyển sách. Nhiều hoạt động bổ ích diễn ra trong ngày hội như tọa đàm, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tọa đàm giao lưu truyền cảm hứng đọc sách trong các em học sinh với chủ đề đọc sách, thói quen và kỹ năng. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Di Minh Châu tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Di Minh Châu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có ông Võ Đức Trọng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư huyện ủy Di Minh Châu, đại diện ban ngành toàn thể huyện cùng gần 200 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo cán bộ mặt trận các cấp. Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác vận động quỹ vì người nghèo, chăm lo cho người nghèo được mặt trận các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã vận động quỹ được 12,9 tỷ đồng, xây tặng 151 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 9,4 tỷ đồng. Tặng hơn 34.000 phần quà, trị giá hơn 10,6 tỷ đồng, hỗ trợ vốn thực hiện các mô hình giảm nghèo, trị giá gần 1 tỷ đồng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện cuối năm 2023 xuống còn 0,74%. Thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn bình, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, phối hợp vận động 15 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến trên 12.400 m2 đất làm đường, nâng cấp sửa chữa 25 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đại hội đã hiệp thương cử 53 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Huỳnh Trung Tài tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Minh Châu khóa 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng ngày 18 tháng 6, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền biện năm 2024. Phát biểu khai giảng lớp học, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trịnh Văn Phước nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền biện trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước, qua đó, ông đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, học tập, tiếp thu đầy đủ những kiến thức được bồi dưỡng để vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tế công tác tuyên truyền ở các chi đảng bộ cơ sở trong thời gian tới. Theo kế hoạch, trong thời gian 3 ngày, trên 100 học viên là cán bộ tuyên truyền viên đồng cốt của cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, được tập huấn 4 chuyên đề gồm tuyên truyền biện và tổ chức hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền miệng, kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng, kỹ năng viết bài tuyên truyền, giới thiệu gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Ngày 19 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2024 có 18 gia đình tiêu biểu đến từ 9 huyện thị xã thành phố tham dự ngày hội. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Nam Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đây là hoạt động nhằm chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2024. Ngày hội nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung, góp phần tuyên truyền về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để tôn vinh biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện để các gia đình trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Sau lễ khai mạc, các gia đình tham gia tranh tài ở 3 phần thi, múc bóng, ai nhanh hơn, chung sức. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các gia đình tham gia trò chơi. Đơn vị Phòng Văn hóa Thông tin huyện Gò Dầu đạt giải nhất toàn đoàn. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình Điểm tin tuần này của Báo Tây Ninh Online. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!